Chào mọi người ha, thì chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của bên Game Bảo Audio. Một video ngắn thôi là giới thiệu mình vừa về một ít cái lô UR29D. Đây có thể xem được là dán tem này UR29D, còn dưới này là mình không biết cái chữ tiếng Trung tiếng Tàu gì đó, kệ nó. Mà mình biết đây là, cho các bạn biết thì đây là cái mẫu micro không dây UR29D, một mẫu mà rất là nhiều anh em ưa chuộng trong thời gian gần đây. Không phải gần đây nữa mà từ khi mà nó ra là rất hot rồi. Thì trước đây là cái mạch làm nó khác, thì bây giờ làm nó khác. Thì mình đã có từng làm một cái video rồi, thì hôm nay mình làm lại thôi. Thì mục đích là giới thiệu là mình cái lô đó mình hết rồi, mình vừa về lại một cái lô mới được mười mấy con, 20 con. Thì để tránh mất thời gian của anh em á, thì mình mở ra hết rồi. Chưa mở cái này nữa, tránh mất thời gian của anh em mà mình mở cái đầu thu hộp sống ra cho nó nhanh ha. Thì đây, tay cầm thì chờ tí mình mở ra luôn. Đó, bên mình thì đang bán cái dòng này, con Sure UR29D. Thì đây là cái kho mình để hàng mình bán luôn, nên có nó một chút bừa bộn tí hoặc sao. Hơi bừa bộn kho một tí bằng thông cảm ha. Cái kia thì hàng đang đóng, chuẩn bị giao hàng đi tỉnh cho khách. Còn đây là mấy cái Sure UR29D mà mình tính quay cho bạn đây. Thì như thế này thì đây là những cái rắc thôi, chống lăn rồi 6 ly nguồn, mấy cái cơ bản. Đây là mấy cái mạch sống, thì quan tâm mấy cái này thì bên mình về ha. Này rớt mất tiêu cái này ra rồi, cái này rớt thì bỏ vô lại thôi ha. Đây tay cầm như thế này, một trắng. Còn tay cầm mà chưa mở thì nó sẽ như thế này ha. Một trắng nó rất là đẹp. Đó, anh em nào mà không thích màu đen, màu đen thì bên mình có con 23 UGX 23, thì anh em không thích con màu đen thì có thể tham khảo con màu trắng này, rất là đẹp, sang đi sự kiện, sự kiện hay gia đình đều được ha. Con này thì anh em thích mua về để cho hát nhạc sống đám cưới rồi đó, sự kiện rồi đó thì thoải mái luôn cũng được. Nè, bao mạch tím nè ha, bao mạch tím bên trong nè. Thì đây bao mạch bên trong rất là nhiều linh kiện ha. Đây rất là nhiều linh kiện. Con này là cái con gì đây mình cũng không rõ nữa, linh kiện thì mình không có quá rành nữa ha. Anh em ha, anh em nào mà rành á thì để lại cái comment bên dưới cho mình tham khảo học hỏi với. Đây cái cục của nó đây, mình có để bị ngược không ta? Mình thấy mình để đúng mà, mình thấy mình đọc không ra. Mình thấy mình để đúng mà sao mình đọc không ra. Ok rồi, cái này thì mình không có rành. Đây con này là cái con gì 455B nè. Rồi đây, rất là nhiều linh kiện ha. Chúng ta nhớ có một cái hộp đây, hộp nhỏ ở đây nữa, một vuông ở đây để đậy cái nắp này lại nữa, nhưng mà thường cái này nó không có. Ok ha. Đây linh kiện bốn hộp sống này. Thì cái này mình chưa kịp mở thôi, để mình mở ra cho anh xem. Tại vì không mở ra thì một số anh em lại thắc mắc, ủa sao qua cái kia mở rồi cái này nó đầy lại, giấu gì trong hả? Đó. Nó giống, cơ bản là giống nhau hết, không có gì hết. Không, anh em xem, nó xử lý bốn cái hộp sống đây, mấy cái tủ rất là nhiều tủ ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24 con gì á, mấy cái tụ này nè, tụ nhôm ha. Rồi, cơ bản thì mình giới thiệu cho anh em xem thôi, là mình về con này, cái bao mạch như thế này, linh kiện như thế này. Anh em mà đang tham khảo con này á, thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại trên màn hình ha, 0979 778 678. Hoặc là muốn nghe và test trực tiếp con trực âm này á, thì cứ tới địa chỉ bên mình là 276-7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh nha. Bên mình còn khoảng mười mấy con, 20 con. Anh em mà xem tham khảo thì cứ liên hệ bên mình nha. Thì anh em mà đang xem thì cho mình một like, một đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ bên Kim Bảo Audio. Và mình sẽ kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.